Nói tới quốc gia được nhiều người Việt chọn để định cư nhất thì không ai không nhắc tới Mỹ. Vậy thì ngoài Mỹ ra, người Việt mình còn định cư ở đâu nữa? Thì cùng AIMS Việt Nam để có thể tìm hiểu xem top 10 quốc gia được người Việt chọn để định cư nhiều nhất trong năm 2024 nhé. Xếp hạng thứ 10 là Nga. Người Việt Nam đã bắt đầu di cư đến Nga năm 1950, đa số là du học sinh và nghiên cứu sinh. Theo thống kê, lượng người Việt định cư tại Nga đang là khoảng 150.000 người. Và tiếp theo là Đức, cũng tương tự như Nga, nhóm người Việt đầu tiên đến Đức, đa số là du học sinh và người học nghề từ những năm 1950. Tuy nhiên, cộng đồng người Việt đã xuất hiện tại Đức rõ nét hơn vào những năm 1975. Và hiện tại có hơn 1.888 người Việt đang định cư tại Đức. Xếp thứ 8 với hơn 230.000 người đang định cư, thì Hàn Quốc cũng là một trong những quốc gia mà được người Việt mình chọn để định cư đấy nhé. Và tiếp theo sẽ là Đài Loan. Tính tới hết năm 2021 thì số lượng người Việt đang định cư tại đây rơi vào khoảng 243.000 người. Và xếp thứ 6 đó là một đất nước rất là quen thuộc với các bạn sinh viên, đó là Canada. Hiện nay thì số người Việt sinh sống tại Canada rơi vào khoảng 250.000 người, chiếm khoảng 0,6% dân số của nước này. Với mức sống ổn định cùng chi phí phải chăng, theo báo cáo từ US News, Canada đang đứng thứ 2 trong bảng xếp hạng các quốc gia tốt nhất trên thế giới chỉ sau Thụy Sĩ. Follow ngay AIMS Việt Nam để có thể biết thêm nhiều thông tin thú vị về định cư và di trú.